Ok, trong video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cảm biến siêu âm HCR04. Đây là một cảm biến để đo khoảng cách khá là phổ biến và thông dụng với sinh viên. Thì cảm biến này có thể đo trong cái khoảng cách từ 2 cm đến 400 cm. Đấy, và cái độ chính xác nó có thể dao động ở cỡ 3 mm. Và để trong datasheet người ta có ghi rõ là những cái bước cơ bản để mà làm việc với con cảm biến này như sau. Đó chính là sử dụng một cái IO trigger cho ít và phát ra ít nhất là 10 micro giây ở mức cao. Sau đó thì cái module này, con module HCR04 này này, nó sẽ tự động gửi đi 8 cái xung nhịp 40 kHz và phát hiện bất cứ khi nào mà một xung được phản hồi về. Và nếu trong trường hợp mà xung phản hồi về trong suốt cái quá trình xung mà mức cao, cái xung phản hồi mức cao thì cái thời gian mà cái chân đấy phản hồi mức cao thì nó sẽ là khoảng thời gian từ cái lúc mà con cảm biến gửi đi đến lúc nhận về. Chính vì thế mà người ta có cái công thức khoảng cách sẽ bằng với tổng lượng thời gian mà ở mức cao này này sẽ nhân với vận tốc 340 m/s này, chính là vận tốc của âm thanh đấy, và chia cho hai. Lý do chia cho hai bởi vì là nó chia cho hai bởi vì là cái thời gian này này là nó bao gồm cả thời gian lẫn quá trình truyền cảm biến truyền đi lẫn tín hiệu phản hồi về đến cảm biến. Đây, con cảm biến này thì nó có bốn chân. Đây, nó có bốn chân cơ bản này: VCC, trích trích là trigger, echo là chân nhận tín hiệu phản hồi về đấy, và GND là chân đất. Chân trigger này là chân phát tín hiệu đi. Đây chính là cái chân mà chúng ta cần phải phát ít nhất là 10 micro giây đi ở mức cao. Còn chân echo thì là chân mà chế độ input nhận tín hiệu về. Ok, đây chính là cái timing diagram đây mà người ta giới thiệu cho mình. Ở trong datasheet thì người ta có ghi cho mình hai cái các cái loại công thức, là ví dụ như kiểu là micro giây chia cho 58. Nhưng mà micro giây nghĩa là cái khoảng thời gian ở mức đây này, khoảng thời gian này này, khoảng thời gian input TTL level signal, nghĩa là khoảng thời gian mà cái chân echo nó nhận về ấy, chia cho 58 thì sẽ ra được cm. Cái con số 58 này này nó chính bằng 2 nhân với cả là 29 về bao nhiêu ấy. Đây này, thì mình viết nó con số 58 này nó sẽ bằng 2 nhân với cả 29 phải bao nhiêu x cái 29 này này. Nó chính là đổi từ 340. Nó đổi từ 340 mét trên giây mà mình sẽ đổi ra được cm trên u giây. Micro giây đấy chị. Tương tự với cái thằng inch này, nếu mà các bạn muốn đổi ra inch, đo khoảng cách ở chế độ inch, đơn vị inch. Và người ta khuyên mình là cái sử dụng với cái chu kỳ đo lường lớn hơn 60 ms giây để tránh cho bị cánh chặn cái trigger, tín hiệu trigger này phản hồi đến chân echo. Đây là cái timing diagram đây. Thì đúng như lý thuyết thôi, chân trigger gửi đi một xung ở mức cao 10, cỡ 10 micro giây, và con cảm biến này nó tự động gửi 8 chu kỳ 40 kHz và chân echo sẽ nhận tín hiệu về. Đây, cái quãng toàn bộ cái quãng thời gian ở mức cao ở chân echo này này là bao gồm quá trình từ tín hiệu truyền đi từ con cảm biến đến khi con cảm biến nhận được phản hồi về. Ok, này, coi như đấy là review về qua con cảm biến này. Tiếp đến là phần về con nuvoton. Nuvoton thì ở đây mình sẽ sử dụng input capture nhé. Ở con nuvoton này thì NE76E885 thì người ta cho mình 3 module input capture là từ IC0 đến IC2 và gắn từ chân P20 đến P21. Đây, nhìn qua cái diagram, block diagram của cái khối input capture này thì chúng ta có thể thấy đây là khối dao động là tần F system, tần số hệ thống đi qua bộ chia trước TR2. Input capture này thì thuộc timer 2 nên là để mà kích hoạt nó thì chúng ta phải enable timer 2 bằng cách là cho cái bit TR2 này này, timer 2 run đấy. Đấy, lên mức 1. Còn đây là hai thanh ghi TL2 và TH2 để đếm đếm các xung của
Timer 2. Rồi. Và đây là bộ module, ba cái module input capture này. Đấy, chúng ta sẽ có để ý là noise filter này, nó có một cái bộ lọc nhiễu. Đấy, còn đây nên cái phần này mình đang chỉ chuột thì chúng ta có thể cấu hình bằng cách là phát hiện sườn xuống này, phát hiện sườn lên và phát hiện cả sườn lên lẫn sườn xuống. Đây bằng cách là cấu hình các cái bit này, người ta ghi ở đây rồi. Đấy, còn đây là enable. Đây là những cái bit enable cho module input capture. Đấy, khi mà đầy thì nó sẽ sinh ra, nó làm cái cờ ngắt capture F này này lên mức 1 và đồng thời nó sẽ sinh ra input capture interrupt. Ok, đọc qua một chút về input capture. Đấy, người ta có ghi rất là chi tiết ở trong datasheet này. Input capture module sẽ được hoạt động với timer 2. Đấy, và input capture thì được cấu hình những cái thanh ghi liên quan ấy thì sẽ là thanh ghi capcon 0, capcon 1, capcon 2 này. Đấy, input capture thì support hỗ trợ 3 kênh, 3 channel. Đấy, các chân là P20, P22. Và mỗi input capture channel thì sẽ có cái bộ lọc nhiễu của nó. Đây, hầu như là những cái gì người ta ghi ấy thì ở trên block diagram nó đã thể hiện rất là rõ rồi. Đấy, và có thể enable bằng những cái bit này. Đây, ba cái bit này đây. Những cái bộ lọc này này nó sẽ nhỏ hơn 4 chu kỳ hệ thống. Mỗi cái input capture channel ấy thì đều có thể phát hiện cạnh, nhưng mà chỉ chia sẻ với mỗi thằng timer 2 thôi. Nghĩa là timer 0, 1, 3 thì nó không làm việc cùng. Không thể nào phát hiện dùng những cái timer đấy để làm việc với cái bộ module này được. Đây, mỗi cái loại mà phát hiện cạnh ấy thì chúng ta có thể cấu hình trong cái thanh ghi capcon 1. Ok. Đây, enable bằng cái bit này. Còn đây, người ta sẽ nói là trong khi mỗi khi mà input capture enable và phát hiện cạnh được xảy ra ấy, thì cái nội dung của timer 2 counter này TH2 TL2 sẽ bắt lấy và được chuyển đổi lưu trữ ở trong thanh ghi CNH và CNL. Ở đây thì mình sẽ dùng input capture bộ input capture 2 nhé, thì mình sẽ quan tâm đến thanh ghi C2H và C2L. Đây chính là cái gờ ngắt của các cái bộ module input capture. Đây, cap FN set by hardware. Mình đã nói ở phần trên này rồi. Đây, cái gờ ngắt đây. Đây, để mà enable ngắt cho input capture ấy, thì chúng ta sẽ phải set cái bit này, e cap này này lên mức 1. Và bên cạnh đó là phải cho cái bit enable toàn cục này lên mức 1 nữa. Rồi. Đây mình sẽ nói qua một vài cái thanh ghi để tiến vào phần lập trình nhé. Capcon 0 này. Capcon 0 thì mình sẽ enable, ở đây mình dùng input capture 2 thì sẽ cho cái bit 6 này lên mức 1 này. Rồi. Mình sẽ cấu hình đây cho nó ở chế độ là Phase Rising and Falling đi, phát hiện cạnh lên và cạnh xuống. Đây mình sẽ enable cả cái bộ lọc nhiễu lên nhé. Rồi, ok, về phần lý thuyết thì như vậy. Còn phần thực hành thì mình sẽ triển khai. Đây là cái project mẫu thì mình đã dùng ở trong tất cả những cái project trước rồi, không có gì đặc biệt. Ok, để mình xem trước hết là mình xác định là dùng input capture 2. Thì input capture 2 thì nó sẽ là nằm ở chân P22 được chưa? Được chưa? Chân 7 này. Trước hết mình sẽ define là thằng define. Thằng define. Mình sẽ dùng chân trick. Chân 7 này là input capture thì nó là chân echo. Mình sẽ dùng luôn chân trigger là chân 6 đây, chân P21.
PH1 sang DeFi Echo là chân P22. Rồi mình sẽ, trước hết là mình sẽ viết cái hàm config cho GPIO đi. Rồi GPIO config ở đây mình sẽ dùng URT để tí nữa show kết quả nhá. Chính vì thế mình sẽ phải cho hai chân này ở các chế độ qua CMOS, đây là chân TX này, V20 qua CMOS, đây là chân RX. Rồi bên cạnh đó thì chân P21 ở đây của mình là chân trigger, mình phải cho nó ở đây là trigger pin nhá. Chân này chế độ output push pull, P22 thì là input rồi, chắc chắn rồi. Để đây là chân chân gì nhỉ, chân echo pin. Rồi đây là xong phần là GPIO. Tiếp theo mình sẽ phải cấu hình cho bộ timer 2. Ở timer 2 thì trước tiên muốn làm việc thì mình sẽ phải cho những cái thanh ghi này RCMP2 H bằng 0 RCM RCMP2L bằng 0 và TL2 bằng 0 TH2 cũng bằng 0, đưa hết những cái thanh ghi đếm của nó về 0. Ok, tiếp theo mình sẽ cần phải làm gì đây? Ở timer 2 đúng không? Mình muốn nó, trước hết là mình sẽ muốn nó này đọc tìm những cái gì mà liên quan, tìm những cái gì mà liên quan đến input capture nào. Không x đây. Rồi, mình muốn reload auto reload trigger select này. Mình muốn reload bất cứ khi nào mà thằng input capture 2 này nó xảy ra sự kiện, được chưa? Vậy thì mình sẽ cần phải, ở đây mình sẽ phải cho hai cái bit, bit 1 và bit 0 đến mức 1. Rồi thanh ghi T21 bằng 0x03. Rồi tiếp theo T21 auto clear đây capture đây, timer 2 value sẽ auto clear về 00 khi mà capture event xảy ra. T21 mình sẽ dùng bit mà set bit 3 nó lên, dùng một cái macro set thứ 3 thì là bản chất là 0x08 thôi, không có gì đặc biệt cả. Có một điều mà đáng lưu ý nữa, chính là gì? Mình muốn nói đến với các bạn chính là phần tính toán thời gian chu kỳ cho timer. Thì mình sẽ khuyến khích các bạn, mọi người dùng cái, những các bạn mà dùng cái con Nuvotom N76E003 ấy, thì nó có con thạch anh nội và dao động với tần số 16MHz rồi. Còn những bạn nào mà không có thạch anh nội ấy, thì hệ thống nên sử dụng một cái thạch anh ngoại với tần số là 16MHz. Đấy, để làm gì? Ở đây chúng ta sẽ cần phải cho cái thời gian đo lường của timer 2 ở cái chu kỳ của nó sẽ bằng 1 u giây. Đấy, nếu mà các bạn sử dụng cái thạch anh tần số là 16MHz ấy, thì ở đây cái bộ chia của chúng ta sẽ là chia cho 16. Đấy, vì thế nên là mình sẽ được cái timer 2 sẽ được một micro giây. Đây là diff của timer 2 nhé, được chưa? Nhưng mà ở trong bài này này thì cái con kit của mình đang sử dụng ấy, cái con thạch anh 16MHz nó lại bị hỏng rồi, nên là mình sẽ sử dụng thạch anh nội ở chế độ ở cái tần số là 22.1184 MHz. Và đương nhiên là
nó không thể chuẩn được, không thể làm sao chia ra được chuẩn một micro giây được, nên ở đây mình sẽ cái kết quả đo sẽ là tương đối đấy. Còn đây là phần mà mình muốn lưu ý với các bạn là nên sử dụng thạch anh 16MHz và cái Deep Timer 2 là 16 để được cái chu kỳ đo của Timer 2 là 1 micro giây. Còn ở đây là mình chỉ dùng thạch anh nội 22.1184 nên là mình chia clock kiểu gì thì nó cũng không thể ra chẵn, không thể ra chính xác được 1 micro giây được. Ở đây thì mình sẽ chia cho 16 đi, mặc dù nó không chuẩn. Timer 2 Deep 16 macro, đây là macro của nhà sản xuất. Rồi có một cái nữa cần lưu ý, đó chính là set LD enable. Đây là vị trí, đây bit 7. Mình sẽ reloading tất cả những cái ghi đếm RCMP2H, RCMP2L hay là T2H, T2L. Ok chưa? Rồi, cuối cùng là set TR2. Đây, enable xong timer 2 lên. Tiếp theo, mình sẽ cần phải config capture. Capture config. Trong này mình cần những cái gì thì lúc nãy mình đã nói rồi. Thanh ghi capcon 0. Capcon 0 mình cho nó bằng capcon 0 nào. Đây mình sẽ set bit 6 lên được chưa? Mình ở đây mình chỉ dùng input capture 2 thôi nên là mình cho nó bằng luôn set bit 6. Tiếp đến capcon 1, thanh ghi capcon 1 bằng 0x. Đây mình muốn cho cái này thì bit 5 và bit 4 sẽ là 1 0, vậy thì mình sẽ cho nó bằng 0x 20 capcon 2 để enable cái bộ lòng nhiễu lên, cũng là set bit 6 lên, cho bằng luôn set bit 6. Rồi và mình sẽ phải set acap này là gì. Đây chính là bit mà trong datasheet người ta nói, phần trên người ta nói này, set acap và để enable ngắt. Đấy, enable ngắt cho input capture. Và đây một cái lưu ý nữa là gì, đây cả ba cái bộ module input capture này nó đều chung một cái vector ngắt. Chính vì thế ở trong cái hàm ngắt ấy, chúng ta sẽ phải check cái cờ ngắt xem nó là ngắt của cái input capture nào gây nên. Ok. À đây, mình sẽ xem luôn input capture thì nó là vector 12 nhé. Ok, input capture vector 12 đây. Rồi, viết hàm ngắt input capture void input capture extra interrupt 12. Rồi cap đây, cái bit, những cái bit ngắt đây, người ta những cái bit này, bit ngắt cap f này thì nó nằm ở trong thanh ghi cap con 2 được chưa. Ở đây mình sẽ phải check cái bit số 2 của thanh ghi cap con 2 đây, của input capture 2 này. Rồi if cap con 0x04, đây là check bit số 2 được chưa. Đấy thì sao, thì đầu tiên là mình clear cái bit nữa, làm gì thì làm. Rồi mình sẽ tạo một cái biến toàn cục. Biến này là gì? UINT16. Biến này là để đo cái độ rộng sung, độ rộng sung mức cao cho UINT16 CPT. Khoảng cách không hết đi. Rồi cái biến này mục đích là đo cái sung mức cao, đây chính là đo cái khoảng thời gian này, đây khoảng thời gian là mức cao. Rồi biến này muốn lấy kết quả, gắn kết quả vào cho biến này thì mình sẽ sử dụng hai cái thanh ghi lưu kết quả của bộ đếm
chính là CIS. Rồi sẽ dịch dịch 8 bit và cho nó bằng CAL. Ok, vậy là lấy được kết quả. Mình sẽ tiến hành viết hàm main nhé. Đây mình sẽ dùng hàm system close select và dùng hir cn thạch anh, ở đây là thạch anh nội mức cao là cỡ 22.1184 MHz, mình có nói ở phần chọn thạch anh đây rồi nhá. Các bạn lưu ý phần này nhé, phần này rất là quan trọng để nếu mà muốn kết quả đo chính xác. Rồi cuối cùng mình sẽ gọi những cái hàm config của mình ra thôi. Capture config, timer 2 config, rồi set, nhớ set cái bit enable cho cái ngắt toàn cục lên. Ở đây mình sẽ enable ART lên để debug nhé. Rồi trong while 1 mình cần làm những cái gì? Đầu tiên là cho chân trích đảm bảo nó là mức 0 đi. Mình sẽ delay nó khoảng 20 ms giây nhá. 10 ms giây cũng được. Đấy, sau đó cho trích lên mức cao này và sử dụng hàm delay 10 US để cho nó 10 microsecond. Rồi cho nó xuống mức thấp rồi. Ok, cuối cùng là khoảng cách. Khoảng cách thì mình sẽ ép kiểu O16T cho cái thằng ULSE đây, cái biến này này thì nó có thể là để muốn chia cho 58. Ở đây mình cần là chia cho 58 đúng không? Đấy thì mình phải ép kiểu float. Rồi sau đấy thì mình in kết quả ra màn hình debug. Mình sẽ đo tiến hành lấy khoảng cách tầm cỡ 900 giây thì mình sẽ lấy một lần nhé. Ok, mình tập view xem nào. Cái gì đây? Chấm phẩy này. À, phải include cái thư viện. Thằng include stdio.h thì mới sử dụng là hàm printf. Ở cái code vừa nãy thì mình có một cái bước nhỏ nhé, là ở đoạn này là mình phải so nó lên với cả C2L. Đây là phép mismatch cơ bản thôi. Nãy mình quên và mình vừa mới pause video lại và fix. Đây mọi người chú ý cái chỗ này cho mình nhé. Ok, mình sẽ load code. Đây là cái khoảng cách. Bây giờ là chưa có cái gì, mình sẽ đo, mình sẽ để vật cản trước. Đây đúng rồi. Đây thì cái độ chính xác nó cũng không cao, bởi vì là như cái lỗi mình nói là cái thạch anh mình đây cấp đây là chưa chuẩn nên chưa thể chia được ra đúng một microsecond. Đấy, đây nó sai tầm cỡ 1 đến 2 cm. Đây, nó đang rơi vào cỡ sai số là 1 đến 2 cm. Do cái khoảng thời gian này. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong, giới thiệu với các bạn về giao tiếp với cảm biến siêu âm đo khoảng cách với con Novotone 76E885. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.